Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 154 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, giao nhiệm vụ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì lập đề án tiếp tục phát triển hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước và có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới. Hội thảo lấy ý kiến đối với đề án này được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức sáng nay. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ xây dựng đề án và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có các chuyên gia trong lĩnh vực cảng biển, các doanh nghiệp cảng biển tại khu vực Cái Mép Thị Vải. Tại hội thảo góp ý cho đề án tiếp tục phát triển hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước và có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tham luận xoay quanh tiềm năng lợi thế của Cái Mép Thị Vải để trở thành cảng cửa ngõ quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước, có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới, chiến lược kiện ba chân về phát triển cảng trung chuyển quốc tế, chiến lược phát triển khu thương mại tự do, phát triển vận tải kết nối Việt Nam quốc tế. Các đại biểu còn nhấn mạnh vai trò của hệ sinh thái dịch vụ logistics trong phát triển hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải, những điều kiện cần và đủ để thu hút hãng tàu tăng các tuyến vận tải container quốc tế tại Cái Mép Thị Vải.